Welcome back. Thank you.
nada con ti. Ấy giờ nhìn thấy giờ nó tèo hết chưa? Không, nó dầu nó to.
bơ. Thôi để đi. Cơm thì nóng nên ăn chút. Đi. 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 Đi.
nhìn mình thấy chưa, nó tệ quá chưa. Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Hai mình lấy gì? Bây giờ mình đi làm cái này mình hả? Cái này mình
sao con kiểu gì ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa. Chú cầm mỡ bắp cầm ba. Thôi để đi. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủa sao nha. Anh nổi hơi tốt. Bầu anh nổi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Vậy mồm đi. Thích là luộc ý đúng không? Đã, 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 đã. Không, nó dầu.
Để ngoài nó tẹp lại.
nhiều cái gì hết. Đây lên nhé chứ. Đây, nó đang gọi chức thể tin đã bỏ cuộc.
phòng ra tí nó để ở ngoài nó tẹp lại. Mình nữa mà đi ra chạy kiếm vào một quận nhá. Một mấy nhá. Không. Đi
được mát vậy? Con xin lỗi về cho bà cố mà để con bỏ tủ để ngoài nó chín nó rồi luôn nè. Ủi mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra nắng thì nó tát vào người đó,
cô quan trọng này nhìn nó lạ về bình thường chắc đẹp cái sao bị thâm ở đây nè đó biết chừng đến thứ cấp rồi cho nên dễ thâm không cứ đập vào đâu cái lại làm vết bầm vậy sắp xe đó làm tí không phải ông vừa cũng lại cứ chừng nè bình thường nó cũng đẹp gái chắc kiểu đẹp gái hôm nay nhìn nó lạ về nó hay lắm mặt thì đã son mới khách ra mặt đã son nhớ khách thì đang chờ mặt ra đi nữa không đừng ra đừng ra lỡ để không bỏ tủ để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủi xanh nha. Cá bị ủi gì? Anh ủi hơi tốt. Bầu anh ủi hơi tốt luôn bà bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết? Chị. Đây có ai bầu đâu biết? Vậy mồm đi. Anh vừa nó bú để đẩy rồi.
quên luôn. Mất công đi trời nắng mẹ. Từ này người anh đi xì đi. Mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ ấy. Da chị mi da giống em ấy chứ. Da chị không đen đâu. Lúc nào nó trắng hồng đi. Nó hãm lại. Mà da mình nhá, không gì đó, da mình nó nhầm nó nhanh nở quá. Làm ở nhà hàng tức là ông thường ông đó là quản lý, ông nói kêu. Lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng của ông mẹ ra, nắng thì nó tát vào người đó. Không quan kể hôm nay gì nó lạ về bình thường thì chắc đẹp gái. Sao bị thâm vào đây nè. Đã biết chừng đến thứ tóc rồi cho nên dễ thâm lắm. Cứ đập vào đâu cái lại làm vết thầm vậy. Cắt xe á. Làm tiếp. Không phải ông vừa lại cứ chiều nè bình thường nó cũng đẹp gái chẳng kể đẹp gái hôm nay nhìn nó lạ vậy nó hay lắm mặt thì trả son mới khách ra mặt trả son nhớ phấn thì ăn chơ mặt ra đi được không đừng ra đừng ra vậy để ngoài nó chín nó rồi luôn nè. Ủi. Ủi xanh anh. Cả anh ủi hơi tốt. Bầu anh ủi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị ấy. Ở đây có ai bầu đâu biết. Thấy mùi. Mình nữa mà chỉ là một quận nha. xe ra ngoài nó mạnh mà đấy con ạ. Ừ. Ừ.
quên là mình quên luôn. Mất câu đi kèm nắng mẹ. Từ này người anh lên xì đi. Mà ốc cũng tay nhiều cũng khổ ấy. Da chị mi da giống em ấy chứ. Da chị không đen đâu. Lúc nào nó trắng hồng đi. Nó hãm lại. Mà da này nhá không gì đó. Da này nó nhanh nhỏ quá. Làm cái nhà hàng tức là thường ông ấy là quản lý. Không lấy gì. Lúc mà mình đang rửa tóc ở ngoài trời nắng uống mẹ ra. Nắng thì nó tát vào người đó. Sao quan kẻ hôm nay nhìn nó lạ về bình thường chắc đẹp gái. Sao mình thân vào đây nè. Đã biết trường đẹp cứ tóc vào lúc cho nên dễ thân mà. Cứ đập vào đâu cái lại làm vết bầm vậy. Sắp xe đó. Làm tí. Không phải ông Cường cũng lại cứ chiều nè, bình thường nó cũng đẹp gái, chắc kiểu đẹp gái hôm nay nhìn nó lạ vậy, nó hay lắm. Mặt thì đã son mới, khách ra mặt đã son nhớ phấn ra, chờ mặt ra đi được không? Tâm ra là lợi. Để ngoài nó chín rồi luôn nè. Ủi. Ủi xanh nha. Cả buổi gì hết. Anh lưỡi hơi tốt. Bầu anh lưỡi hơi tốt luôn ba bầu. Ở đây có ai bầu đâu biết. Chị á. Đây có ai bầu đâu biết. Bảy mồm đi. Xe ra ngoài nó bắn mà lấy con lại.
Bắp cầm ba.
Bye.
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Trứng cầm mỡ bắp cầm bá. Hai mình để gì? Thank you.
cao con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Chúng cầm bá, bắp cầm bá. Thôi để gì? Để gì? Hả? Đi đâu? Anh chạy đi rồi. Anh chạy đi rồi. Bùm. Không, nó dầu nó
cho tánh thành bắt sinh vật. Chú cầm mỡ, bắp cầm bá. Thôi đừng để đi. Thank you.
cao con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo quá chưa? Thank you.
đau ấy, nâng cao quan điểm. Ấy giờ nhìn thấy cho nó tèo quá chưa? Không, nó dầu.
xem vậy. Trứng cầm mỡ bắp cầm bơ. Thôi để gì?
con kiểu gì đó. Ấy giờ nhìn thấy chưa, nó tèo quá chưa? Gracias.
con biển đi. Ấy giờ nhìn thấy chưa, thấy tèo chưa? Thank you.
mỡ bắp cầm bơ. Thôi để đi. Để gì? Hả? Đi đâu? Anh chạy đi đâu? Thank you.
cao con biển